Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ tư vấn cho một cái trường hợp người phụ nữ đang được một người đàn ông xác định cái mối quan hệ để mà tiến xa hơn, thì cô ấy sắp đi gặp một người đàn ông để nói về cái chuyện này. Thì cô cần biết là cô phải hành xử như thế nào, cô phải nói với người đàn ông ra sao. Thì họ đã trao đổi với nhau rất là nhiều thông qua điện thoại. Rồi đây là lần đầu tiên họ sẽ gặp nhau để mà bàn về cái chuyện kỹ hơn. Tại vì cái anh này anh cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua rất là nhiều mối tình. Và anh muốn nghiêm túc tìm một người phụ nữ về sống chung với gia đình của anh. Và người phụ nữ thì cũng muốn mình có một cái bến đỗ bình an. Bởi vì trải qua sóng gió rất là nhiều rồi, thì cũng đã hiểu được vàng đá, rồi thế gian, cám dỗ, cạm bẫy, rồi những cái chuyện tủi hờn, rồi những cái sự ghen tức, rồi rất là nhiều những cái vấn đề mà người đàn bà đã trải qua khi mà đã có một đời chồng. Rồi vì cãi lộn, vì bất đồng, vì tuổi trẻ, vì bồng bột, vì hăng máu, vì cái tính mình ngang, mình không có chấp nhận được bạn đời, cũng như là mình thấy chồng mình nói câu mình nghe ngứa tai, có mình chịu nổi, mình cãi nhau, và cuối cùng là đưa đến cho mình một cái cuộc hôn nhân tan vỡ. Rồi mình ôm con, mình nuôi con, mình sống, rồi mỗi ngày mình đi làm, mình tự nuôi thân, nuôi con. Thì giờ chồng không trợ cấp, mỗi ngày thì kiếm được 200-300 ngàn gì đó, cuộc sống gói gọn trong từ 10 triệu trở xuống, với hai mẹ con, thuê nhà này đây mai đó, rồi cũng có những cái cuộc tình này nọ này kia, rồi cũng có lúc cặp bồ với anh này anh kia, và cũng có những cái giai đoạn gọi là phá thai, rồi quen những người đàn ông có vợ, cũng đã thất tình người đàn ông có vợ. Nói chung là cũng đã trải qua rất là nhiều cuộc tình và sóng gió tình trường, nói chung là nếm trải đầy đủ. Một người phụ nữ phong sương, một người phụ nữ đã có kinh nghiệm, một người phụ nữ đã trải tình trải đời và hiểu được lòng người, đúng không? Thì bây giờ trong cái tình huống như thế này, vàng thau lẫn lộn, thì bây giờ mình đã có cảm giác là cái anh này gia đình của anh khá giả, anh cũng là cái người coi như là hiểu biết, và mình thì cũng là cái người mà không có cái cơ hội được học cao hiểu rộng. Nhưng mà bạn cũng phải cố gắng nói chuyện sao để cho người ta nhận ra bạn là người không có học cao, nói chung là cũng đủ trình độ để nhận biết những gì người khác nói chuyện với bạn, chứ không phải là mình chậm tiêu rồi mình khó hiểu, hoặc là mình nghe không hiểu mình gật đầu đại. Có những thứ chúng ta nghe không hiểu phải hỏi lại để mà xác nhận ha bạn ha. Còn cái chuyện làm như thế nào để gặp một người đàn ông khi mà người ta nói rằng người ta gặp mình á là người ta muốn xác định đến cái chuyện mà kết hôn, rồi người ta cũng muốn nói cho mình biết là khi mà kết hôn xong á thì mình sẽ về sống chung với gia đình của họ chứ không phải là ở riêng. Đây cũng là một cái vấn đề mà các bạn, những người phụ nữ nên có một cái nhận thức rõ ràng về những cái vấn đề cũng như là điều kiện sau khi mà đám cưới hoặc là kết hôn. Giờ nói về trọng tâm nhé. Nếu mà bạn không thiếu tiền, nếu mà bạn không thiếu tiền thì bạn cần phải suy nghĩ là mình có nên kết hôn hay là không. Những người phụ nữ nào đã trải đời sẽ hiểu câu tôi nói. Còn bây giờ trong tình huống của bạn, bạn nói là bạn cần tiền, bạn cần chỗ dựa, bạn cần có ngôi nhà cho con của bạn, rồi bạn cần cho con của bạn đi học, bạn cần rất là nhiều thứ mà bạn cũng muốn có một gia đình để gắn bó với người ta, cũng sum vầy, rồi cũng không có muốn lẻ loi, nói chung là muốn tìm cho mình một điểm tựa, thì gặp một người đàn ông cũng muốn kết hôn và muốn đến với bạn, thì bạn gặp người ta thì bạn sẽ chia sẻ thẳng thắn với họ rằng á, bây giờ cả hai người cũng đã lớn tuổi và sẽ có một cái ý định nghiêm túc như vậy á, thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải biết về hoàn cảnh sống thực tế của nhau, biết về con người thật của nhau. Thì bằng cái cách nào? Bằng cái cách là bạn muốn đến nhà anh ấy để mẹ anh ấy có một cái cơ hội gặp bạn. Nói một cái ý nữa là bạn cũng đi xem mắt mẹ chồng ha, để xem mình có hợp với mẹ chồng đó không, và mẹ chồng đó người ta có ưng mình không. Ngay cái giai đoạn đầu tiên mà bạn không vượt qua được, có nghĩa là mẹ của anh ta đã không thích bạn, mẹ của anh ta đã không ưng bạn, hoặc là tuổi của bạn với tuổi của con người ta bị xung khắc, một trong hai người lấy nhau là sẽ thiệt mạng. Ví dụ như là họ có một cái định kiến nào đó. Bây giờ mình không nói đúng hay sai, mà mình nói về cái lẽ thực tế trong cuộc sống. Có những người phụ nữ mạng của người ta không có như vậy, nhưng mà bây giờ quen cái anh đó,
anh đó anh đi coi bói coi tướng coi số, quen người ta 5 6 năm, 7 8 năm, có nhiều người đàn bà quen như vậy đó. Rồi cha mẹ anh ta nói ở nhỏ này giờ nó có cái số sát phu, lấy nó vô là con tôi phải chết, thế nên là không cưới được. Cuối cùng là hai người đó chia tay, phần thiệt thuộc về ai? Phần thiệt thì thuộc về hai người nếu hai người yêu nhau, nhưng mà sự thiệt thòi nhiều hơn vẫn là cái cô gái kia. Tại vì người phụ nữ người ta có một cái giai đoạn người ta sẽ không sinh được con nữa, và người ta sẽ bị trễ nải trong cái việc kết hôn, tìm bạn đời, nó sẽ khó hơn đàn ông. Đàn ông 50, 60 vẫn có thể sinh con được. Còn phụ nữ hả, có chừng ba mấy đến gần 40 mấy là đã thấy khó rồi. Đó. Và cái nguy cơ không khuyến khích những người phụ nữ lớn tuổi sinh con, bởi vì hội chứng Down sẽ xuất hiện trong giai đoạn này, và rất là nhiều những cái bệnh khuyết tật trong thời gian thai kỳ dành cho người phụ nữ. Nên muốn nói với các bạn rằng á, cái việc đầu tiên của chúng ta quen người ta không phải là chúng ta tìm hiểu cái người đàn ông đó là bằng cái cách chúng ta lên giường, mà chúng ta phải đến nhà của họ, mình xem hoàn cảnh cuộc sống của họ như thế nào, môi trường của họ sống ra sao, mình kết hôn với người đó mình sẽ sống cùng với ai, mình sống như thế nào. Mình sống cùng với mẹ chồng mà bà mẹ chồng bà không ưng mình, mà giờ mình bỏ thời gian mình đi thuyết phục bà, giống hệt như mình phải dưới cơ bà, mình mong cho bà đồng ý, giống hệt như bạn cần phê duyệt cái đơn thì bà phải đóng cái cọc, bạn mới bước qua cái cửa đó với con trai bà. Con của bà là một người có hiếu, nếu bạn không có khuất phục được mẹ chồng, bạn không dưới trướng chồng thì bạn không nên bước vào cái cửa đó, bạn hiểu không? Đừng có chọn cái con đường khó để rồi mà nói bản thân mình khổ. Ngay lúc đầu mình phải xác định rõ ràng mình có phù hợp với gia đình đó hay không, người ta như vậy mình có chấp nhận được không. Nếu mà bạn cho rằng á mình muốn con mình sống chung với gia đình của họ, vậy thì mình phải nói chuyện với họ và mẹ của họ như thế nào để xem đó là một sự thỏa thuận, chứ không phải là bạn lấy chồng rồi bạn bỏ rơi con bạn cho chồng cũ bạn nuôi, hoặc là con bạn về ở với bà ngoại. Không nên lấy chồng trong cái tình huống bỏ con như vậy. Tại vì sao? Chưa chắc gì bạn đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng mà tình cảm mẹ con á nó sẽ bị mất đi. Có chắc gì là bạn lấy ông chồng đó sẽ được hạnh phúc? Vấn đề chính yếu, nếu một người đàn ông mà họ tính lấy bạn mà họ chơi cái nước ăn khôn, tức là họ chỉ muốn lấy bạn rồi về sinh con cho họ, rồi bạn nó về phụng dưỡng mẹ của họ, làm công việc nhà coi ngó nhà cho họ, có khác gì họ tuyển ô xin không lương, đúng không? Nếu mà mình chấp nhận đánh đổi thì mình phải được cái gì đó. Ví dụ như mình muốn con mình có tương lai, con mình có nhà cao cửa rộng, con mình ở trong một cái môi trường thoải mái để nó đi học thoải mái, thì cái việc một người phụ nữ hy sinh, một người phụ nữ chịu đánh đổi. Tôi nói thẳng với bạn giờ nè, ai cũng phải có cái mục đích, có cái lợi ích tương sinh với nhau thì họ mới đến với nhau. Đừng có nói là đi tìm tình yêu, mà chúng ta tìm những người phù hợp với hoàn cảnh sống, mang lại những lợi ích tương sinh với nhau để cùng sống với nhau, gọi là một cuộc sống hòa hợp và hạnh phúc. Nghe rõ không bạn? Chỉ có người nghèo mới đi tìm tình yêu thôi, bởi vì ngoài tình yêu ra họ đâu có cái gì đâu để tìm. Còn với những người mà người ta có cái tư tưởng lớn thì người ta không có đi tìm tình yêu vào cái tuổi của bạn, vào cái đường đời mà gian gian dở dở và đã trắc trở nhiều lần, tình duyên sóng gió, trường tình cũng đã dẫm nát mấy trang, xé biết bao nhiêu cuộc sách về tình yêu tình cảm rồi. Thì bây giờ mình tìm tương lai cho mình và tìm tương lai cho con, tìm chỗ dựa, tìm cái nơi mà an toàn để mà mình sống bền lâu, bền vững. Nếu mà bạn gọi là đánh đổi thì bạn có cảm thấy giá trị đánh đổi xứng đáng hay không? Lý do mà bạn thuyết phục để cho người đàn ông đó và mẹ chồng tương lai của bạn ha, nói theo cái hướng là tốt cho bạn đó, là tương lai của bạn sẽ kết hôn với anh đó thì gọi là mẹ chồng đi ha, mình nói như vậy. Bạn mẹ thuyết phục người phụ nữ đó, mẹ chồng tương lai của bạn và chồng của bạn á, thì bạn nói là từ trước đến giờ thì bạn là người phụ nữ nuôi con, mà bây giờ nếu mà lấy chồng mà bỏ con lại thì cũng không đành, tại vì đứa con nó cũng cần tình thương của mẹ. Một người phụ nữ mà bỏ con để mà đi lấy chồng thì người phụ nữ đó cũng có thể bỏ chồng và bỏ con lần sau. Nếu bạn nói như vậy mà không thuyết phục được người ta vẫn chỉ muốn bạn về thôi, bạn về với họ hoặc là một thời gian nữa mà họ không có làm đúng những cái cam kết. Nói chung tất cả mọi người phải có cái sự cam kết ha bạn ha. Trước khi bạn lấy chồng bạn cũng phải cần có những cái sự thỏa thuận, đồng thuận và cam kết để cho họ thấy rằng bạn cũng sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình họ họ. Bạn vì cái gì mà đến với họ? Vì là họ sẽ cho con bạn một cái môi trường sống thuận lợi, một cái môi trường ăn học tử tế, cho con bạn được sống bên cạnh bạn,
rồi cũng có một cái hoàn cảnh sống nó tốt hơn, thì ngược lại bạn cũng phải trao đổi một cái giá trị gì đó tương xứng, là bạn cũng sẽ yêu thương mẹ chồng, kính trọng mẹ chồng, hiếu thảo với mẹ chồng, xem đây là gia đình, xem đây là cái sự trọn vẹn gắn bó của bạn. Còn bây giờ cũng không ai tự nhiên thỉnh một cái bà nội về nhà mang một đứa con về mà không có thương mẹ chồng ốm đau bệnh tật thì cũng không có coi ngó. Người ta có tiền, có của, có bạc, hoặc là người ta sống bình thường thôi, người ta không có cái gì, thì người ta cũng mong là người khác đến sống chung với mình, người đó sống đàng hoàng, tử tế, tốt bụng và ít ra cũng hiếu thuận với mình. Nói chung là sống làm sao cho nó vừa vừa, chứ không phải là sống với nhau mà nặng mặt ra. Nếu mà bạn cho rằng mình đánh đổi, mình hy sinh mình để cho con mình được những điều đó, và họ có thể là cái người sẽ đáp ứng cho bạn những điều đó, thì bạn nói rõ hơn là tìm kiếm một tương lai cho bạn và cho con, thì bạn có vượt qua được cái ranh giới về cái việc làm dâu hay không. Có những người con dâu làm dâu rất là tốt, như tôi nói thẳng đi, tôi không nói khen gì mà tôi nói thật đi ha, tôi nói thật đi nè, em dâu của tôi á, em dâu của tôi nè, cô đó thì xuất phát từ một gia đình không có khá hơn gia đình tôi, chứ tôi không nói nghèo nha, không có khá bằng gia đình tôi, nhưng mà má tôi á, là khi mà cưới cô á, thì cô cũng đã yêu em trai tôi 10 năm rồi, thì má tôi nói là con gái của người ta 10 năm rồi á, thì mình cưới đi, chứ đợi em trai tôi nó học xong đại học á, thì lâu lắm, thì má tôi quyết định là vẫn nuôi em trai tôi đi học đại học, nhưng mà đồng thời vẫn cưới cái cô con dâu đó về. Và má tôi còn nói với cô con dâu là trong cái thời điểm mà má tôi nuôi chồng của nó đi học á, thì con á dành dụm một số tiền gửi tiết kiệm đi, hoặc là dành cái số tiền này biếu cha mẹ của con để cha mẹ của con á có cái tiền dưỡng già. Tức là mẹ tôi không có bắt con dâu phải đưa tiền cho má tôi giữ hoặc là đưa tiền cho chồng, mà bà hoàn toàn, mẹ ruột của tôi á, hoàn toàn nuôi em trai của tôi học hành đến nơi đến chốn, rồi lúc đó mới trao cho nó, trao vào tay đứa con dâu đó. Đứa con dâu không cần phải để dành tiền đưa cho má tôi, còn nếu mà nó đóng tiền gạo tiền nước thì má tôi lấy cho nó có vậy thôi, ý đại loại là như vậy. Nhưng mà bà thoải mái tự do, bà còn kêu con dâu của bà là mang tiền đó về cho cha mẹ đi, để cho cha mẹ cảm thấy là vui khi mà con mình đi lấy chồng mà còn mang được cái điều vậy. Tất nhiên là em dâu của tôi nó cũng biết điều lắm, nó cũng nói vậy nè, thôi để con bỏ chút tiền ra con phụ mẹ đóng tiền học cho anh đi học, thì sau này á, anh nghĩ đến điều đó mà anh cũng thấy là con cũng có một chút công sức. Má tôi nói không, cái việc mà nuôi con nuôi cái thành danh rồi gả vợ dựng chồng là trách nhiệm của cha mẹ, để cho mẹ làm hết cái phận sự nuôi chồng của con, rồi con đến với chồng của con coi như là hai đứa bắt đầu từ đầu đến với nhau từ con số 0. Còn bây giờ con ở mấy năm với mẹ, 2 năm đi ha, còn chồng con nó còn học 2 năm, thì con lấy cái số tiền đó thì con dành dụm đi, con đưa cho ba má con xài, để coi như là trước khi lấy chồng con cũng đã báo hiếu cho cha mẹ của con đấy. Tất nhiên là những cái ngày lễ Tết thì cha mẹ tôi cũng kêu con em dâu tôi á, là con dâu của mình á, là cũng mua đồ cho cha mẹ, chứ không phải là làm báo hiếu một lần xong rồi tịt luôn đâu, bạn hiểu không? Thế nên là mỗi gia đình sẽ có một cách cư xử, chính vì cái cách mà má tôi đối xử với con dâu như vậy mà con dâu là đứa em dâu tôi á, nó đem cái câu chuyện đó nó kể cả công ty nó nghe, ai cũng ngạc nhiên hết, trời ơi có bà mẹ chồng như vậy nữa hả, có bà mẹ chồng lấy con dâu về rồi còn kêu con mình mang tiền về cho cha mẹ nữa hả. Đó, tùy theo cái gia đình, không có phải nói nhà tôi giàu mà là do cái cách đối nhân xử thế, do người ta có tham hay không tham. Người ta mà đã nghèo á, cái máu tham người ta rất nhiều, mà khi mà người ta giàu, mà khi mà người ta có máu tham á, thì người ta vẫn tham. Thế nên á, ở đây phải nói về cái gọi là cái sự hiểu biết, gọi là kính trên nhường dưới. Chính vì má tôi xử quá đẹp với con dâu thì con dâu á, em dâu tôi á, nó cũng hết lòng thương má tôi. Tôi á, nhiều khi á, hả, tôi còn ghen tị với em dâu tôi luôn á. Má ruột của tôi chở chở em dâu tôi á, hai má con nhà nhà chúng ôm nhau đứa con dâu ôm bụng má tôi đi cái xe đạp điện to to đi mua quần lót cho nhau. Còn bà không có mua quần lót cho tôi, tại bà nói là tôi không có thích cái style mà má tôi chọn, thế là má tôi không mua, má tôi chỉ mua cho em dâu tôi thôi. Bạn thấy không? Cả năn không? Chính bản thân tôi cũng thấy cả năn với em dâu tôi. Nhưng mà tôi thấy tôi rất là cảm ơn em dâu tôi, vì sao? Vì tôi không có sống gần bên má tôi, mà em dâu tôi là một người phụ nữ từ một nơi khác đến ở cùng với cha mẹ tôi. Thì tất nhiên là sống chung thì cũng có lúc này lúc nọ lúc kia,
tôi nhiều khi còn không có vừa ý cha mẹ tôi. Thế nên là em dâu của tôi nó sống cùng với má tôi được, tôi rất biết ơn. Tôi rất biết ơn cái người đó, vì có đứa em dâu đó mà má tôi có những cái buồn vui, khổ sở gì tâm sự với nó nghe. Một cái câu chuyện mà kể hàng trăm lần mà nó vẫn nghe. Bởi vì sao? Nó chấp nhận được. Nếu mà bạn nghe câu chuyện này, bạn phải nên hiểu là câu chuyện này là câu chuyện 100% là thật sự, không có vẽ vời, không có đánh bóng tên tuổi gì hết. Gia đình sao thì tôi nói vậy đó. Tôi sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, là tôi chịu nhiều thiệt thòi, là tôi nói thẳng. Tuổi thơ của tôi có rất là nhiều, gọi là những đứa trẻ bên trong đó. Những đứa trẻ bên trong của tôi nhiều hơn hẳn những đứa khác. Tại vì sao? Tôi ra đời sớm, tôi chịu cái sự chà đạp của cuộc đời rất sớm, nhưng mà nghị lực của tôi cũng rất mạnh, và tôi không có đổ thừa, và tôi cũng chẳng có lôi những đứa trẻ bên trong ra để đổ thừa. Tôi không có oán giận cha mẹ tôi, mặc dù có những lúc tôi cũng tủi thân lắm. Trọng nam khinh nữ thì các bạn biết là nó gia đình trọng nam khinh nữ, tức là gia đình mà sẽ trọng con trai, không có thương con gái, không có công bằng với con gái. Tuy nhiên tôi rất là cảm ơn vì nghịch cảnh nó đã đến với cuộc đời tôi như thế. Chính vì vậy nó tạo cho tôi một cái loại sức mạnh. Giờ tôi đã vượt qua tất cả mọi cái sự cám dỗ, mọi cái sự yếu đuối, mọi cái sự trở ngại. Thế nên tôi mới trở thành một cái người rất là mạnh mẽ. Tôi không có đổ thừa đứa trẻ bên trong. Thế nên là tôi thấy những đứa con mà đổ thừa cho cha mẹ là không có tiền cho nó đi ăn học, rồi không cho nó thế này thế nọ kia. Tôi là bản thân tôi có được như vậy đâu. Tôi đã từng phải đi nhặt ve chai, bán vé số, rồi đi lau chùi bàn ghế, rồi đi dạy học, làm bất cứ công việc gì. Chỉ có mỗi ngành làm gái là không có làm thôi, bán thân nuôi miệng là không có làm thôi. Còn tất cả những cái công việc tay chân nè, vất vả tôi đều làm hết. Thế nên là tôi đâu có đổ thừa là đứa trẻ bên trong. Rồi cha mẹ tôi không có mua xe máy cho tôi. Xe máy cũng tôi mua, tôi đổi 5 chiếc xe. Tôi đổi xe từ xe Trung Quốc, xe không giấy, lên cái xe bay xì, là cái xe 100 mấy chục triệu là tôi đổi. Rồi á hả, xe hơi cũng tôi mua. Rồi nhà cũng tôi ở, tôi cũng mua. Máy vi tính tôi cũng mua. Tất nhiên là lúc đầu mà đi học á thì má cũng cho mấy triệu. Còn tôi là tự đi làm, tự kiếm sống. Đó, thì tôi bươn chải như vậy á. Tôi sống một cuộc đời như vậy đó. Và tôi cũng kể cho bạn nghe là em dâu tôi nó sống như vậy. Và nó rất thương mẹ mẹ của tôi. Và nó thẳng ra bây giờ nó nói hả, nếu mà mẹ mất đi em buồn lắm, mà bây giờ hả sống mà giờ mà sống mà không có mẹ em sống không được. Tại vì em thấy sống với mẹ còn có người nói chuyện, nhiều khi á, buồn giận chồng á, còn kiếm mẹ chồng tâm sự, rồi còn hủ hỉ hai mẹ con chúng thương nhau lắm, ngủ chung nữa, thương nhau lắm, thương như là mẹ với con gái đó, con gái ruột luôn. Ai cũng tưởng là nhỏ đó là con gái ruột, còn tôi mới là con dâu, bạn hiểu không? Thế nên là nói cho bạn biết là khi mà mình có tình thương với một người thì người đó cũng sẽ yêu thương mình, cho dù người đó có khắt khe bao nhiêu đi nữa. Mẹ chồng dù khắt khe đanh đá nanh nọc bao nhiêu đi nữa, mà đứa con dâu nó hiếu thảo, nó kính trọng, nó yêu thương mẹ, thì cái sự mà gọi là kính thương như vậy cũng làm cho người ta phải mủi lòng, làm cho người ta phải rơi lệ, người ta phải cảm phục cảm mến. Bạn có nghe cái câu chuyện ngày xưa, tôi không biết là Thoại Khanh hay sao hả, Thoại Khanh xẻ thịt ở chân mình để cho mẹ chồng ăn. Đấy, có những đứa con dâu nó thương mẹ chồng như vậy. Hỏi sao mình thương người ta như thế mà người ta lại không thương mình? Do cái tình thương mình chưa đủ lớn để cảm hóa được cái nanh nọc của người phụ nữ đó. Tức là mình chưa đủ cái thời gian, chưa đủ cái cách ấy. Mình chưa biết làm sao để cho người ta thương mình. Đây là cái điều tôi muốn chia sẻ cùng với bạn. Bạn làm được những điều khó làm thì bạn thật sự có yếu tố là thánh nhân. Bạn chỉ cần không chề môi, bạn không khinh người, bạn nhún nhường vì người khác, bạn đã có yếu tố là một vị thánh, thánh ở ở mức nhỏ, đang tu từ người lên thánh. Đó, nếu mà mình cảm thấy là bây giờ mình sống ngoài đời khổ quá đi, bươn chải thấy con của mình không có tấm áo đồng quà, con của mình đi học đại học không có tiền, với cái sức của mình giờ một tháng kiếm được 6-7 triệu này, con mình mà học lên đại học chắc sống không được, rồi cũng khổ cho con mình. Nếu mà một người phụ nữ mà đánh đổi cuộc đời của mình vì tương lai của con mình, vừa được tình cảm của con mình mà lại được nhà chồng yêu thương, thì cái sự hy sinh đó nó cũng gọi là sự bù đắp nhân quả của bạn. Vấn đề chính yếu là bạn có đủ tâm, có đủ tầm, có đủ cái sự nhận thức để nghĩ ra vấn đề này hay không. Và trước khi mà
kết hôn á, cũng cần phải nói với người đàn ông đó kiểm tra sức khỏe, tại vì người đàn ông đó cũng trải qua rất là nhiều những cái vấn đề tình cảm, tình trường. Ngay cả bản thân bạn cũng nên đi kiểm tra sức khỏe để mà mình có biết xem là mình có bị những cái căn bệnh liên quan đến bệnh tình dục hay không, hoặc là liên quan đến cái vấn đề sinh nở hay không. Tại vì họ kết hôn là họ mong muốn sinh con và họ muốn lập gia đình một cách vững chãi. Nếu mà mình kết hôn xong mà mình không sinh được con, hoặc là có những vấn đề gì phát sinh ra, thì có phải là nó nên quay lại từ bước đầu tiên là kiểm tra sàng lọc cho thật kỹ rồi hẳn tiếp nhận nhau hay không? Chứ yêu nhau thông thường các bạn yêu nhau cảm xúc xong lăn lộn vật nhau ra rồi quan hệ tình dục xong bắt đầu đưa về cho má coi, má không ưng cái thôi. À, bạn hiểu không? Hoặc là bây giờ làm mọi thứ xong xuôi hết cái má ưng rồi cuối cùng không đẻ được, không đẻ được lại ly hôn. Đấy, bạn thấy không? Mình phải hiểu rằng người ta kết hôn người ta mong đợi điều gì. Còn nếu mà mình không đáp ứng được những cái điều kiện của người ta thì bạn cũng nên dũng cảm xem đó là không có nợ, không có duyên, không có nợ, không thành vợ chồng. Những người có duyên có nợ, xét một góc tương quan mà ở các khía cạnh mà duy tâm á, thì cũng phải là có duyên có nợ mới trở thành vợ chồng được. Mình đến với người ta những cái buổi hẹn hò đầu tiên á, thì mình cũng có tình cảm, nhưng mà nếu mà mình cứ viển vông và mình không có đủ trưởng thành và tuổi đời mình cũng không còn nhỏ nữa thì mình nên sống thực tế. Bây giờ đừng có đi tìm tình yêu, tìm cái sự tử tế, tìm người tốt, tìm cái người sống có trách nhiệm với cái quyết định của bản thân mà kết hôn thì nó sẽ tốt hơn và chắc chắn và bền hơn là đi tìm tình yêu. Tại vì biết sao không? Yêu rồi một thời gian nó không yêu. Bạn hiểu không? Còn người tốt thì lúc nào nó cũng tốt và hoàn cảnh xấu nó cũng tốt bởi vì bản chất nó là người tốt. Thế nên là tìm người tốt mà kết hôn, tìm cái người tử tế, tìm cái người đàng hoàng, tìm cái người có tinh thần trách nhiệm với cái lời nói, hành vi và thái độ của mình để kết hôn thì bạn sẽ có một cái cuộc hôn nhân an toàn. Cái vấn đề an toàn khi ở bên cạnh một cái người gọi là sống chung vẫn là yếu tố hàng đầu. Chứ mình tìm một cái người nào đó yêu cuồng si, yêu điên dại, yêu 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 ơi là yêu, rồi cuối cùng được mấy bữa lấy nhau về gặp những cái hoàn cảnh khó, cái tự nhiên hết yêu, bắt đầu nản nản, bắt đầu lui lui lui, xong là lùi lùi, xong thì chạy mất dép. Cái vấn đề đó chứng tỏ là người không có chín chắn, người không có trách nhiệm trong hôn nhân. Như tôi nè, tôi lấy chồng tôi á, là từ khi biết ảnh, chúng tôi quen nhau trên mạng nha, xong rồi đến khi mà chúng tôi kết hôn là 45 ngày, nhưng mà đến bây giờ chúng tôi đã sống với nhau 7 năm rồi đó. Vì sao? Vì cái sự tử tế, tốt bụng, tôn trọng lẫn nhau, và tôi là người tốt, có trách nhiệm, anh cũng là người tốt, có trách nhiệm. Thế nên là chúng tôi sống ở bên nhau được. Bạn hiểu không? Thế nên là mọi lỗi lầm sẽ đều được bỏ qua nếu mà có tinh thần tích cực xây dựng. Ai không không có tính xấu, không ai hoàn hảo. Nếu đi tìm một người hoàn hảo, lên trên trời, lên ngay trên trời hoặc lên bàn thờ, tìm những vị thánh. Còn người thường ai cũng có sai lầm. Thế nên là trong đạo có một câu là y pháp bất y nhân. Vì con người là có sai lầm, vì con người là có lầm lẫn, vì con người là có những cái lần thay đổi, những lần vấp ngã. Thế nên tìm một người để mình cùng với họ sửa sai để mà bớt sai, tìm một người chưa tốt để hoàn thiện, hai người cùng nhau xây dựng cho nhau, nâng đỡ nhau. Còn mình bây giờ tính cái gì mình cũng khôn á, mình muốn lấy chồng giàu, mình muốn ăn ngon mặc đẹp, mà mình cứ ngồi chơi, mình lười, mình xấu tánh xấu nết, không có ai thỉnh mình về để mà đưa mình lên bàn thờ thắp nhang đâu. Sống cho nó thực tế ha. Nếu mà mình đã chấp nhận cái điều đó thì mình chọn hạnh phúc ở đâu. Hạnh phúc là ở từ nơi bạn chấp nhận hay không chấp nhận. Nếu bạn chấp nhận với cái điều bạn đã chọn thì bạn hạnh phúc. Bạn hỏi tôi nè, Hiền Hiền lấy chồng sớm 45 ngày vậy không có tình yêu có hối hận không? Không, 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 không hối hận. Không hối hận. Bây giờ kêu Hiền Hiền giờ bỏ anh chồng này đi, lấy người đàn ông khác yêu làm không? Không. Trời ơi, tôi đâu cần tình yêu, tôi chỉ cần cái người tốt, tôn trọng, tử tế với tôi, đàng hoàng với tôi, sống và đáp ứng những điều tôi mong muốn. Là tôi chỉ cần nhiêu đó thôi, không cần tình yêu. Yêu rồi bữa nay không yêu, mai trái gió trở trời nó hết yêu. Rất là nhiều người yêu nhau mà bỏ nhau. Nhưng mà người ta tốt với nhau, đàng hoàng, tử tế với nhau, người ta sống có tình, có nghĩa, người ta sống có trên, có dưới, có lớp, có lang, thì người ta không có bỏ nhau. Vì sao? Vì người ta đã xác định rõ cái mục đích bên cạnh nhau, thế nên người ta không có bỏ nhau. Bạn hiểu không? Còn nếu mà nói bây giờ tôi bỏ ông chồng đi, tôi tìm một cái người đi tìm tình yêu, tôi không cần tình yêu. Tình yêu nó là cái cảm xúc và nó có cái giai đoạn. Bạn sẽ hết yêu người đó nếu mà người đó không chiều theo bạn. Bạn sẽ hết yêu người ta khi mà lửa tình bạn không còn. Bạn sẽ hết yêu người ta khi mà người ta ngoại tình. Nhưng mà bạn gặp một cái người tốt,
cho dù người ta có ngoại tình thì cái người tốt vẫn hành xử tốt, vẫn hành xử một cách rất đàng hoàng tử tế. Suy ra cho cùng, người mà bền nhất với bạn trong tất cả mọi cuộc hôn nhân và giá trị hôn nhân đó chính là một người tốt, đàng hoàng tử tế, tôn trọng và sống với nhau, chịu trách nhiệm về những cam kết cùng với nhau trong hôn nhân. Bạn nha, hiểu rõ thì hãy lấy chồng, cảm thấy lấn cấn thì không lấy chồng, lo sợ thì không lấy chồng. Nếu mà lấy chồng mà tính toán không có lợi cho mình thì đừng có lấy chồng. Bởi vì khi mà lấy chồng là bạn phải có nhiều sức mạnh để yêu thương. Khi lấy chồng là mình phải xác định mình là người có sức mạnh để bao dung những lỗi lầm. Lấy chồng là mình chấp nhận gò ép, tu sửa bản thân mình. Lấy chồng là chấp nhận đổi thay. Lấy chồng là chấp nhận bao dung. Lấy chồng là phải có nhiều sức mạnh để yêu thương những người khác. Chứ đừng có mong rằng người khác mang lại cho mình hạnh phúc tình yêu, trong khi đó mình cứ đù đà đù đợt, không có tiến bộ, không có tích cực, không có học hỏi, vẫn mang cái tính là ngang ngang, nghe chồng nói một câu cãi một câu, nói câu cãi câu. Người ta không có mướn, người ta không có mượn, người ta không có muốn tìm một cái người về để cãi lộn. Người ta muốn xây dựng. Nếu bạn đã đủ chín chắn, đủ lớn, đủ trưởng thành thì hãy bước vào hôn nhân. Còn không cảm thấy mình đủ sức bước vào hôn nhân, dẹp, về nhà ở mình, ế đi, sống mình đi. Muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, muốn nằm ngửa thì nằm ngửa, muốn nằm sấp thì nằm sấp, lật ngang cũng được, lật trái cũng được, lật phải cũng được, muốn thế nào thì muốn. Còn khi mà bước vào hôn nhân thì phải sống cùng với người bạn đời của mình, đừng có biến mình thành cái rò mọt. Và khi mà lấy chồng giàu cũng không nên ở không, nên đi làm, nên đi học để nâng cao giá trị của mình, đồng thời không có làm cho chồng chán và làm cho mình có một cái thế đứng để người ta nhìn vào, người ta thấy mình luôn cố gắng trong công việc. Bạn hiểu nhá, tư vấn như vậy là hết lòng hết dạ, rất thực tế, đi vào thực tiễn rồi, rõ ràng rõ nghĩa từng câu từng chữ rồi. Thế nên là đừng có nói rằng em không hiểu ha, không hiểu thì nói nữa cũng không hiểu đâu. Người thông minh thì không cần nói nhiều, mà nói nhiều không hiểu là nói nữa cũng không hiểu được. Thế nên là tôi sẽ kết thúc cái phần tư vấn dành cho bạn ở đây nha. Hy vọng rằng cái cô nào mà sắp lấy chồng, anh nào mà sắp lấy vợ cũng học được những cái điều tốt đẹp từ cái video này tôi tư vấn cho cái người mà tôi gọi là thân chủ khách hàng nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng chọn tôi là người tư vấn trong những tình huống của mình. Xin chào.